thời gian với thời gian thì đó này. Đây anh chị thấy không, mấy anh thỏ rất là đã luôn. Cái này là dòng Holland Lop là cha mẹ mình mua ở bên Thái Lan về. À cái gì, Nhân xin chào cô chú và anh chị nha. Hôm nay thì Nhân đang có mặt tại là xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Hôm nay thì tình cờ thì Nhân đi ngang chạy thỏ của anh Thuyên. Anh Thuyên thì có một cái kênh YouTube là chạy thỏ tỷ đô nha anh chị. Thì hôm nay thì sẵn tiện Nhân đi ngang qua thôi, thì Nhân cũng giới thiệu cho anh chị mình xem cái mô hình mà nuôi thỏ kiển. Rồi ngoài mô hình nuôi thỏ kiển ra thì anh Thuyên còn có một cái mô hình mà nuôi thỏ để lấy thịt nha, có nghĩa là thịt thương phẩm. Và hiện tại thì anh thỏ có cung cấp chuồng nè, rồi thỏ giống nè, có thể là thu mua lại luôn nha anh chị mình. Cái mô hình này thì Nhân thấy rất là hay. Hiện tại là Nhân mới giới thiệu sơ nha, thỏ này là thỏ kiển nhưng mà nó rất là sạch sẽ luôn. Mình có thể là mình nuôi ở trong nhà, nó giống như là một thú cưng gì đó mà nó ăn cám rất là dễ luôn nha anh chị. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ dẫn anh chị mình gặp chủ trại ha. Đây anh chị, đây là chào anh. Chào em. Đây là anh Thiên, chủ trại thỏ. Chạy thỏ Vô xin kính chào bà con nha. Rồi hôm nay thì hiện tại ở đây mình thì có mấy loại thỏ anh? Ở đây thì anh nuôi bốn dòng thỏ cảnh. Bốn dòng thỏ cảnh, có một số dòng thì anh mua ở Việt Nam, còn đa phần là anh nhập ở bên Thái Lan về. Có nghĩa là thỏ này là một số dòng anh nhập ở Việt Nam, còn một số dòng là anh nhập ở Thái Lan về. Thái Lan về thì có những cái dòng nào anh? Đây em quay anh giới thiệu cho. Như là đây là một con Holland Lop. Đây, nhìn đây. Nó đã, nó bông quá ha. Nó Holland Lop thì cái dòng này giá nó khá cao khi mà anh nhập về đây á. Anh nhập lúc nhỏ, lúc khoảng tầm 2 tháng tuổi. Chi phí bay về luôn là một con này khoảng 5-7 triệu. 5 triệu mà tiền phí về nó được 7 triệu. Dạ. Con này là cái dòng gọi là dòng sâu quality, nghĩa là nó rất thông minh và mình có thể huấn luyện nó phải không? Huấn luyện dạy nó diễn được á. Dạy biểu diễn luôn. Rồi, ngoài có ra có một số dòng cũng tương tự nhưng mà nó lai. Ví dụ như nó lai như những cái dòng này. Dòng này là dòng lai, là dòng gì anh? Nó cũng là tay cụp nhưng mà nó không phải là Holland Lop mà nó là mini lop. Mini lop á, nhìn nó có cái bú á, cái không cái là sợi ha. Nó là nó mập á, giống như mình mập mình có cái bú cổ, giống như cái là mồng có nọng. Đúng rồi. Giống kiểu cái nọng nha. Rồi. Còn cái dòng nữa là dòng đây. Đây là dòng nào anh ơi? Đây là mini red. Hay quá ha. Đây dòng này anh chị xem nè. Mini red hả? Mini red nghĩa là nó bộ lông nó rất là mượt, mượt nhưng mà nó ngắn phải không? Đúng rồi. Có nghĩa là đây, nghĩa là ai mà thích sạch sẽ mà ít bung lông là luôn. Con này như thú nhồi bông nhanh, nhìn y hệt nó như cái thú nhồi bông luôn nè. Rồi, nhìn có nhiều giống. Cái dòng đó là dòng Hà Lan. Hà Lan. Dòng Hà Lan. Hà Lan là nhập ở Thái hay đâu anh? Ở đây. Phải là mua cái dòng Hà Lan mini thì ví dụ như đây, mấy con này đây, nó 4 tháng tuổi rồi mà nó có xíu xíu à. Đây là Hà Lan mini ha. Thì cái con mà lớn nhất hết cỡ của nó là được bao nhiêu anh? 1 kg là nó sinh sản. 1 kg nó sinh sản. Đây này, là con mẹ nó 1 kg. Đây, nhìn nó dễ thương quá ha. Con mẹ nó này. Đâu? Con đây. Con mẹ nó đây. Đây con mẹ nó này. Đó. Cái này là hình như là đang đẻ nè. Đây. Đưa ra cho các bạn xem luôn nè. Con mẹ nó này. Đây, nó hiền quá ha, dễ thương quá. Con mẹ nó thì khoảng 1 kg, 1.2 kg. Vậy thôi. Con của nó nè. Mấy tháng à cái này? Cái này được 9 ngày. 9-10 ngày. 9 ngày mà dễ thương quá, nhìn nó như con cún con vậy đó. Nó cho bú buổi sáng rồi buổi chiều giờ nằm im nó cũng không có nhõng lên cho bú đâu. Nó không cho bú hả? Nó chỉ một ngày bú một lần thôi anh. Đúng rồi, buổi sáng thôi. Mà cái con này nó hiền quá ha. Đúng rồi. Thì nó mini thì nhiều người họ thích cái tí hon thì họ sử dụng con này, họ chăm kiển cho vui. Nó mình ăn cám gì anh? Có nghĩa là nó tại vì anh
cám này gọi là cám thỏ luôn, ăn cám thỏ luôn. Với lại nuôi cái dòng này thì nó kén thức ăn hơn cám thỏ, với bổ trợ sơ sơ thôi. Đa phần là cỏ khô nhập từ Mỹ, nhập cỏ alpha và cả Timothy á. Nói chung là cái cỏ này thì nói chung trên thị trường bán cũng rất là nhiều không anh? Đúng rồi, đúng giống rồi. Như cần mình đặt địa chỉ là người ta gửi đến nhà. Đúng rồi, gửi đến nhà. À, rất là tiện luôn ha. Cái này là mình ăn lâu lâu cho bổ chung bổ cái này đẻ luôn mấy con anh? Này con này như 5 con này. À 5 con. À, dễ thương quá em ơi. nó tìm sữa. cái dòng mà mắc tiền nhất là cái dòng Holland Lost. Đâu, hiện tại cái con nào là mắc tiền nhất à? Ví dụ như nó đẻ là này nó đẻ à, không con này. Ví dụ như mấy cái dòng mà nó Holland Lost như nãy nó là nhập bên Thái vậy á. Đây, cái hàng này là nhập bên Thái về nè anh chị. Không phải, nghĩa là nhập cha mẹ bên Thái. À cha mẹ bên Thái. Cái nguồn gốc ha, nó đẻ ra. Con này là bán từ 5 đến 7 triệu một con. À những cái dòng như là dòng xịn không? Là 5 đến 7 triệu. Còn những cái dòng mà rẻ tiền nhất là dòng nào anh? Ví dụ đây là rẻ tiền nhất ở đây chạy mình. Là nó ở dưới dòng mini red thì rẻ nè. À mini red này ha. Thì nó đây. Khoảng 800 đến 1 triệu một bé thôi. À có nghĩa là một bé như thế này, lịch hai cái là cũng đều 800 cho đến 1 triệu một bé ha. Rồi, cái này là mình bao có vận chuyển ship gì không anh? Cái này là ship toàn quốc luôn. Dễ không anh? Nước ngoài luôn. À có nghĩa là cái này là dễ vận chuyển không? Mình có cái hộp riêng của nó ha anh? Đúng rồi. À cái này là không có sao ha, nói chung là nhận hàng cái tại vì nó nhịn được lâu không anh? Lâu, khi mà vận chuyển là phải có thức ăn. À có thức ăn ở trong đó. Thức ăn nước uống rồi thì không hết. Dạ. Trời ơi công nhận mình ở đây nhiều cái còn con cái nhiều. Dòng mà nó giống như là nó là mini lót á. À. Nó không có đẹp như là con Holland Lost. À. Nó cũng tập cực nhưng mà nó cực ít hơn. Cho nên là nó sẽ rẻ, con này khoảng tầm 3 triệu trở xuống thôi. À con này tầm 3 triệu đổ xuống thôi. Đây là mình chỉ bán thỏ con thôi phải không anh? À cho anh này anh chị em mình trên còn thỏ bự là mình cũng để giống ha. Bán thỏ con thôi. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ quay chi tiết cận cảnh ha. Thì anh chị nào mình thích cái dòng nào thì mình cứ alo cho anh Thuyên, số điện thoại thì Nhân để trên màn hình nha. Thì mình có gì cần chi tiết thì cứ alo ảnh rồi mình kết bạn rồi ảnh sẽ gửi cho mình chi tiết hơn. Còn anh chị nào mà mình cần mà cụ thể nữa thì mình cứ lên cái kênh YouTube ha, chạy thỏ tỷ đô đó. Mình nuôi thỏ giàu lắm nha anh chị, có tiền tỷ luôn đó. Đây anh chị nhìn thấy không, rất là đã luôn. Đây là những em thỏ mẹ, anh chị xem nè, thỏ anh chị thấy đã không, giống như thỏ của thằng Nga gì đó. Đây mấy bà này thì nếu mà nó sống đàng hoàng là cứ con 3 triệu là rẻ nhất rồi đó. Đây là những em thỏ kiển nè anh chị. Này là nó được nhìn nó đã quá anh, 17-18 ngày tuổi. 17-18 ngày tuổi thôi. Nó là cha mẹ Thái Lan nhập về. À cha mẹ Thái Lan thôi. Ở Việt Nam. Em thỏ, hello em. Mini là đã ha, cái này là mình ăn cám luôn hả anh? Đúng rồi, nó cũng ăn cám, tập ăn cám luôn, mới có 17 ngày tuổi thôi. 17 ngày đó. À lên đi em. Ê, chị lọt cái giò. Dạ. Hay quá ha. Dạ. Chị nó như có thú cưng nha, nó cứ nhảy tăng vậy. Cái nó giống như con cún vậy anh. Cứ một con như vậy là khoảng tầm 3 triệu hả anh? Nói chung mà nếu mà mình bán cái bình dân thì 3 triệu. À nhưng mà cũng tùy khách, ví dụ như khách mà họ chọn á. Ví dụ như họ 5 con này mà họ thích một con hơn. À mình có thể mình nâng giá lên một chút xíu. À nói chung là cơ bản là bây giờ là anh chị mình cứ thích mình mua giá lựa thì giá khác, mà mình mua mà gọi là thỏ mà mua xô hay là lấy khác ví dụ ha, số lượng nhiều hay là sao đó thì nói chung là anh chị mình này nè, đúng là thỏ kiển luôn anh chị. Mà nó khôn quá ha, nó biết cái vòi đó có nước luôn anh. Đúng rồi, nó tự uống. Nó hay quá, đúng là thông minh, mấy cái thỏ đúng là thỏ kiển nha. Một số cái anh chị mà làm farm á. Dạ. Yeah. Họ hay đặt hàng để về là bỏ vô cái vườn của họ. À để chụp hình ha. Thì nói chung là cái này thì đúng rồi, nhưng thấy những anh chị làm farm hoặc làm nhà vườn nghỉ dưỡng á, để cho cái cảnh nó sinh thái hơn á, thì em thấy nước ngoài cũng thấy, em thấy người ta treo cái quả dâu lên á. Đúng rồi. Bắt đầu là họ đứng, nó đứng lên, nó đứng ăn, lên nó cái là nó ăn nó gặm. Anh chưa có thời gian với thì đó. Đây anh chị thấy không, mấy em thỏ rất là đã luôn. Cái này là dòng Holland Lost, là cha mẹ mình mua ở bên Thái Lan về. À cái gì? Cha mẹ là bên Thái Lan. Đã quá ha, có nghĩa là mình bán là bán những dòng như thế này ha. Có nghĩa là ở Việt Nam mình thì nó nhiều người có tiền nhiều á, rồi chơi những con đẹp giá cao, nhưng mà mình vẫn nuôi những con mà giá bình dân ha. Ừ, để cho anh em họ ít. Những cái giá cao là nó cao lắm, 7-8 triệu một con ha. Đúng rồi, còn nếu mà đẹp thì đẹp, mà có nghĩa là một mẹ một cha, nhưng mà đôi khi nó đẻ ra vài con xấu.
Dạ. Lứa sâu thì ví dụ như 5 con nhưng mà lại có một con đẹp. À giống như đột biến nha. À, nhiều khi là cái ren ren chọi quá không? Ren chọi ren lặn nha. Nó tập vô cả. Trời ơi, đó, anh nhìn thấy không? Nó mà leo có cái cây để nghe nó bu vô. Ví dụ 5 con này nhưng mà khi mà khách tới họ mua thì mỗi con mỗi giá. Tại đúng rồi. 5 con một mẹ một chai nhưng mà cái giá nó đều khác nhau. Còn quan trọng là cái giá, hiểu không? Dạ. Thì, nói thì này rất là đã luôn anh chị. Ở đây thì nói chung là mình có bán một cái lồng như vậy nữa ha. Mình mua là mình có cái lồng. Anh đây là anh sản xuất lồng này luôn. Rồi anh chị mình có mua thỏ thì mình muốn mua mấy con hay là cần anh thiết kế như thế nào thì anh cũng có thể là thiết kế tận nơi luôn nha. Nếu mà mình mua số lượng lớn và cần mà hướng dẫn làm trại ha. Còn nếu mà để mình nuôi chơi nuôi kiển thì mình làm như vậy thôi. Gắn thêm một cái hệ thống nước, hệ thống để ăn uống rồi chỗ lót phân nữa. Có phần cái này nè. Đúng rồi, cái sàn ở dưới ha. Rồi, đâu còn những cái dòng nào để bán nữa anh? Nào, anh quay cái dòng mini red đi. Mini red ha. Mini red. Cái con kia mắc cười nó nằm với con cún gì anh? Con đó là anh đang chuyện nó. À. Con này nó thông minh lắm nè anh chị. Nó nằm nó chơi giống như căn nhà như cún vậy đó. Nó đi theo mình á. Rồi đâu anh cái dòng này đây. Quay cái dòng đây là Hà Lan này. Đây Hà Lan đây trước đây là Hà Lan. Đây là Hà Lan ha. Hà Lan nó cũng hết lớn rồi. Hết lớn nha. Cái con này thì có bán không anh? Con này con được giống. À con được giống. Rồi. Cái còn đây dòng đen nhìn nó lạ quá ha. Mini Red thì em quay cái này. Đây, Mini Red đây. Đây, cái này là một con nó hãy mới nói ha. Cái này là trưởng thành rồi. Con trưởng thành. Cái giá nó khác, còn ví dụ như sổ con mà tầm 50 ngày 60 ngày á. À. Thì tầm khoảng 1 triệu trở xuống. Nếu mà đúng rồi, con này là con trưởng thành, còn con mà từ 50 ngày đổ xuống nha anh chị thì giá khoảng tầm từ 1 triệu nha. Còn nếu mà như thế này thì giá nó hơi cứng ha. Con này chắc cũng phải là mấy triệu anh. Em này chắc là khoảng 1 triệu 8 thôi. À con này khoảng 1 triệu 8 2 triệu nha anh chị. Thêm một thời gian là bắt đầu nó sinh sản rồi. À cái này sắp sinh sản rồi nè. À nhìn nó dễ thương ha, nó mềm giống như nhung vậy á. Nó sạch sẽ vậy đó, không có dơ. Dạ. Rồi đâu anh mình còn cái dòng nào nữa anh ha. Đây. Đâu những cái dòng nào sau cái dòng mà dòng đắt tiền hoa lên đó thì cái dòng này là nó cũng là tay cọc nhưng mà nó là mini lót. Cái này là mini lót nè anh chị. Mini lót. À đó, cái này là cũng tay cọc luôn nha. Cái này thì giá rẻ hơn anh, mặt nó nhọn ha như con chuột kia ha. Cái này thì giá như sao anh? Xuống một bé. À cái là 1,5 triệu đổ xuống là một bé nè anh chị. À nói chung thì cái này là do nhân quay nhiều khi nó không được chi tiết cho lắm nhưng mà anh chị mình cầm nhìn thấy thực tế nó đẹp lắm. Rồi Hà Lan lùng Hà Lan thì nó cũng lai thôi chứ không có đây hàng rạc nhưng mà nó cũng nhỏ con lắm. Cái này cũng 4 tháng tuổi mà nhỏ xíu. Cái này 4 tháng tuổi mà nó nhỏ xíu nè anh chị. Con này chắc được 3-4 lạng ha anh. Không chắc hơn hả? 5 lạng rồi. À 5 lạng ha. Mà nó bằng bắp tay mình á. Ký là bắt đầu nó cũng sinh sản. À rồi. Con này 1 kg là sinh sản rồi. Cái này thì giá làm sao anh? Cái này thì nó rẻ, cái này thì khoảng 700 ngàn trở xuống thôi. À 700 ngàn. Cái hàng này chỉ có 700 ngàn thôi nha anh chị, rất là rẻ luôn. Tầm một con tầm nửa ký đổ xuống nha. Rồi, mình còn chỗ nào nữa ha? À đó, thì nói chung là cơ bản những dòng này thì cơ bản thì anh chị mình có cần chi tiết hơn nữa thì mình cứ kết bạn với anh Thiên, cái số điện thoại thì nhân để trên màn hình thì mình sẽ cập nhật được nhiều video về các thỏ của mình hơn. Rồi vậy thôi, cảm ơn anh chị nha. Rồi xin chào anh đi.